Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Phước Lâm, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cùng tăng chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược sư Thất Châu cầu nguyện quốc thế dân an. Đoàn tràng Dược sư cầu nguyện bình an sáng nay tại chùa Phước Lâm được sự phát tâm của công ty Vạn Đức Tiền Giang, công ty cổ phần Vĩnh Hoàng Đồng Tháp, công ty Hoang Vinh Tiền Giang cùng chư tín chủ Phật tử đồng tài trợ. Quang Lâm chứng minh Pháp hội có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Hành Trân, Hòa thượng Thích Trí Huần, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Chân Lệ, Hòa thượng Thích Chân An, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Trung Phước, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Thượng tọa Thích Thiện Ngộ, Ủy viên Ban trị sự, Phó ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Chư tôn Đức Tăng, Quý ni trưởng, ni sư, Chư tôn Đức ni trụ trì một số từ viện trong tỉnh Tiền Giang cùng Phật tử đạo tràng đồng câu hỏi tham dự. Sau thời khóa trì tụng kinh Dược sư bổ nguyện công đức, thay mặt ban tổ chức Pháp hội Dược sư, Thượng tọa Thích Trung Chánh dâng lời tác bạch cho biết, Pháp hội Dược sư hôm nay là thực hiện theo tinh thần công văn số 40 ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Hội đồng trị sự về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Quý Mão và sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Đây cũng là truyền thống hàng năm nhân dịp đầu năm mới tại đạo tràng chùa Phước Lâm để cho quý Phật tử thêm phần công đức kính ngưỡng chư tôn đức tham dự pháp hội, hoan hỷ thọ nhận vật phẩm tịnh tài cúng dường của đạo tràng. Việc làm hôm nay được chúc phước duyên nào cũng xin được hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, Phật pháp trường tồn, chư tín chủ Phật tử đồng phát tâm hộ đàn được viên thành sở nguyện.